quý khán giả, Hà Tiên từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc đối với những ai yêu mến lịch sử, văn hóa và con người Nam Bộ. Hà Tiên, miền biên thùy phía Tây Nam tận cùng của Tổ quốc, tuy diện tích không lớn lắm nhưng được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh quan xinh đẹp và thơ mộng đã đi vào thơ ca, tiêu biểu là tác phẩm Hà Tiên Thập Vịnh của Mạc Thiên Tích. Nơi đây còn có nhiều di tích cấp quốc gia và là trọng điểm du lịch của tỉnh Kiên Giang. Và chuyên mục Bay Bổng Phương Nam kỳ này sẽ đưa quý khán giả đến với thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thị xã Hà Tiên xinh đẹp, yên bình, có sức thu hút hấp dẫn du khách gần xa. Hàng năm, Hà Tiên đón gần 2 triệu lượt du khách đến tham quan, hành hương và chiêm bái các chùa chiền, nghỉ dưỡng. Đây là một vùng đất có bản sắc văn hóa đặc thù và đa dạng, đã hình thành từ cách đây hơn 300 năm. Khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình San thuộc địa phận phường Bình San, thị xã Hà Tiên. Đứng trên đỉnh Bình San, ta có thể thấy toàn cảnh Hà Tiên đẹp như một bức tranh vẽ. Núi Bình San còn gọi là núi Lăng, núi chỉ cao 53 m, trên núi bốn mùa hoa nở xanh tươi nên Mạc Thiên Tích gọi là Bình San Điệp Thúy, nghĩa là núi dựng một màu xanh. Di tích lịch sử văn hóa núi Bình San năm 1989 đã được xếp hạng cấp quốc gia. Dưới chân núi là khu di tích Lăng Mạc Cửu thời dòng họ Mạc, mà khởi đầu là Mạc Cửu, người đã có công khai phá mảnh đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Đền thờ họ Mạc cũng được xây dựng trong khuôn viên khu di tích. Đền có tên gọi là Trung Nghĩa Từ, dân địa phương quen gọi là Miếu Ông Lịnh. Ngôi đền ngoài giá trị lịch sử còn là một công trình có giá trị nghệ thuật cao bởi cách bố trí hài hòa và những họa tiết chạm trổ tinh vi, sắc sảo. Núi Đá Dựng là một trong 10 cảnh đẹp của thị xã Hà Tiên và được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2007.
Vị trí địa lý núi Đá Dựng nằm ngay cửa ngõ biên giới Tây Nam, nên 300 năm trước, từ thời Mạc Cửu khai trấn đất Hà Tiên, đã chọn nơi đây làm tiền đồn trấn giữ biên cương. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, núi Đá Dựng luôn là căn cứ vững chắc của phong trào cách mạng. Núi Đá Dựng sừng sững, vô số khối đá như mọc thẳng lên từ đất. Trong lòng núi, thiên nhiên còn giữ vẹn nguyên một hệ thống hang động âm u với từng khối đá khổng lồ, hình thù kỳ dị, rêu phong nằm dưới những cột thạch nhũ. Tọa lạc là phường Bình Sang, thị xã Hà Tiên, chùa Tam Bảo được danh nhân Mạc Cửu xây dựng. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm bái. Chùa Tam Bảo ngày nay tuy không còn giữ được kiến trúc ban đầu, nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh u của chốn tu hành. Ở điện Phật có bức tượng A Di Đà bằng đồng do Mạc Cửu cúng. Ở sân trước có tôn trí bảo tượng Quan Thế Âm Lộ Thiên. Thạch động là một khối đá voi khổng lồ, cao khoảng 48m, nằm sát quốc lộ 80, cách trung tâm thị xã Hà Tiên về phía tây bắc 3km. Thạch động đã đi vào thơ ca qua tác phẩm Hà Tiên Thập Cảnh của Mạc Thiên Tích với tên gọi là Thạch động thôn dân. Thạch động là động đá, thôn là nút, dân là mây. Thạch động thôn dân là động đá nút mây. Trong hai cuộc kháng chiến và những năm tháng chiến tranh biên giới, nơi đây đã từng diễn ra những trận chiến ác liệt, tô đậm truyền thống anh hùng của quân dân Hà Tiên. Thắng cảnh Thạch Động vào năm 1989 đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Bãi tắm Mũi Nai cách trung tâm thị xã Hà Tiên 6km về hướng Tây. Bãi tắm này không sâu thẳm mà dốc thoi thoải. Mũi Nai nằm trong vùng biển Vịnh Thái Lan, xa xa có nhiều hòn đảo nhấp nhô, chết về phía bên trái là quần đảo Hải Tặc, xa hơn nữa là đảo Ngọc Phú Quốc mà mọi người có thể thấy rõ trong những ngày trời quang mây tạnh. Bãi tắm Mũi Nai là một địa điểm lý tưởng cho du khách đến tham quan du lịch, tắm biển và nghỉ dưỡng. Hiện nay, thị xã Hà Tiên đang trong quá trình phát triển và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, nhìn chung nơi đây vẫn giữ được những nét hoang sơ, hệ thống chùa chiền, lăng tẩm vẫn mang nét cổ kính. Bản chất người Hà Tiên hiền hòa, chất phác, trân trọng nghĩa tình và mến khách. Đây là những giá trị văn hóa đã tạo nên bản sắc độc đáo mà bao đời nay người dân nơi đây đã trân trọng, gìn giữ và phát huy, làm nền tảng để phát triển kinh tế văn hóa nhanh chóng và bền vững. Và trước khi kết thúc chuyên mục Bay Bổng Phương Nam, xin mời quý khán giả đến với những cảnh quay khác về thị xã Hà Tiên.
Thưa quý khán giả, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên phấn đấu đạt được qua gần 20 năm kể từ khi nâng cấp thị xã đến nay thật đáng tự hào. Đó là một tiền đề rất quan trọng, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để Hà Tiên tiếp tục phát huy, xây dựng thị xã trở thành thành phố văn hóa du lịch xanh sạch đẹp trong tương lai với những nét đặc trưng riêng. Còn bây giờ, chuyên mục Bay bổng Phương Nam xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và hẹn gặp lại.